tôi bảo vệ quan điểm của tôi là theo cách nhìn nhận của tôi là anh Tuấn là có thể là một người không phải là sát hại chị Hà. À, là đó, chị Hà có thể là... cái đó là quan điểm và tầm nhìn của tôi, tại vì tôi cảm thấy anh Tuấn là một người nói chuyện là rất là cương trực thẳng thắn. Vâng. Anh đó, từ chỗ đó là tôi đặt cái niềm tin. Nhưng mà em đang muốn hỏi anh ở đây là anh có cái quan điểm là anh muốn bảo vệ quan điểm của mình ấy, thì theo anh nghĩ là anh nói là anh là có cái quan điểm là anh ủng hộ anh Tuấn đó, và anh nghĩ là anh Tuấn không phải là cái người mà hại vợ mình, và anh cũng đứng về cái phía của anh Tuấn để có thể nói là chịu cái dư luận của cộng đồng. Em cũng hiểu cho anh cái vấn đề này, là bởi vì không phải là anh cứ phải theo, nhưng mà anh phải đưa ra cái quan điểm là lý do vì sao là anh lại có thể nói là ủng hộ anh Tuấn như vậy, thì tôi anh phải đưa ra cái lý do. Tôi nói với anh phải nghe cho rõ. À, cái chuyện tôi á, bây giờ anh muốn nói phải không? À, nhưng mà tôi là chỉ mong chờ cơ quan chức năng sớm đưa ra kết quả. Và còn tôi là cái người bây giờ, tại vì tôi cũng vẫn hiểu được là tôi đang làm gì, phải không? Và tôi đang bị gì, tôi biết. Đó, thành thử ra bây giờ đối với cái câu hỏi của anh thì thôi, bây giờ tôi nói anh gì, nói chung ra thì anh cũng muốn đặt cái vấn đề những cái đúng câu rồi hỏi để bởi vì em đang muốn anh em bởi vì em đang muốn hỏi thông anh tin. Nè, là bây giờ ấy, cái câu chuyện này thì bây giờ nó vẫn chưa rõ ràng về pháp luật, họ vẫn chưa công khai, chưa công bố kết quả, thì đâm ra là người dân người ta mới bàn luận. Còn nếu như có kết quả rồi thì cũng là kết thúc, bởi vì là nó không còn gì để nói nữa. Nhưng mà hiện nay ấy, anh biết tại sao không, là người ta đang thắc mắc những cái gì mà khi mà anh bảo vệ cái quan điểm của mình thì anh cũng phải giải quyết được cái thắc mắc kia. Anh cứ bảo vệ quan điểm của mình cho người ta hỏi thì anh lại bảo là đợi pháp luật, thì đấy không phải là cái quan điểm mà đấy là sự bảo thủ. Bởi vì anh phải hiểu là tại sao người ta lại nói bênh vực là chị Hà lại để nói anh Tuấn, thì anh phải giải thích được là người ta thắc mắc ở chỗ nào. Người ta thắc mắc ở đây là 12 ngày bây giờ anh cứ nghe em nói đã, xong rồi anh nói khi mà anh bảo vệ cái người mà nhân vật của anh ấy thì anh phải đưa ra được cái quan điểm. Ví dụ như em hỏi anh là 12 ngày cái xác nó mới nổi lên ở một chỗ đấy, anh có sự nghi ngờ hay không? 12 ngày mà không bị thủy tinh ăn mòn, anh có sự nghi ngờ hay không? Anh Tuấn không đến trong cái tang lễ đám tang đó mà vẫn có nghĩa là đi chạy hàng để lo cái việc đó, anh có nghi ngờ hay không? Rồi anh không liên hệ với gia đình bên vợ mà anh lại gọi cho gia đình bên nội để phá kết sắt, anh có nghi ngờ hay không? Thì anh phải trả lời được những cái đó chứ anh mới bảo vệ được. Chứ anh không thể nào anh né tránh, anh nói là bảo vệ rồi này kia được. Nếu anh nói tôi á, bảo tôi trả lời, phải không? Thì tôi nói cũng như tôi nói với anh hồi nãy. Rồi. Thông tin anh nghe từ đâu? Ví dụ anh, nếu mà anh có đầy đủ chứng cứ để anh nói lên một cái câu chuyện đó nó thật là chính xác, thì tôi nếu mà anh nói là đầy đủ chứng cứ anh. Thì em lại là công an rồi, thì em là chứng cứ mà đầy đủ rồi. Nếu anh không có đầy đủ cái cơ sở chứng cứ để anh nói những cái điều đó, thì thôi anh đi kêu anh hỏi người khác để người khác nói cho anh nghe. Thì tôi xin lỗi anh, phải không? Là tôi không trả lời. Dạ vâng, dạ vâng. Anh là anh nông dân thích học phải không ạ? Đúng rồi. À, dạ vâng, anh cho em hỏi với cái việc của anh Tuấn với chị Hà đó anh. Anh có thể chia sẻ với em 5 phút được không ạ? Chia sẻ gì anh? À, dạ vâng, tại vì cái vụ việc này em thấy anh cũng cái bảo vệ cái quan điểm của mình á. Nên là em muốn hỏi cái quan điểm của anh một chút về cái vụ việc của chị Hà đấy. Anh có thể sẵn sàng chia sẻ với em được không? Rồi, anh dạ vâng. Và về cái vụ việc này thì theo như anh ấy, thì anh nói là anh Tuấn là đúng và anh bảo vệ cái quan điểm của anh. Vậy thì anh cho em hỏi với những cái điều mà đang xảy ra nhá, là bây giờ chưa kết tội anh Tuấn, nhưng mà theo anh thấy thì cái vụ việc mà như anh là cái người mà cũng có biết về cái vấn đề đi tìm xác của chị Hà đấy, thì 12 ngày nổi lên mà nằm ở một chỗ như vậy, thì anh sẽ bảo vệ quan điểm của đó của anh như thế nào ạ? Đây, rồi bạn nói, tôi sẽ nói lại cho bạn nghe. Dạ. Yeah. Bạn nghe cái lúc nào tôi nói cái quan điểm của tôi là cho là anh Tuấn đúng. Và tôi không nói là quan điểm của tôi là anh Tuấn là đúng. Và bạn phải nghe gần rồi bạn cứ nói chuyện rồi ghi âm với mình á. Ok rồi anh. Bạn có thể đăng tải. Phải không? Yeah. Ok anh. Tôi bảo vệ quan điểm của tôi là theo cách nhìn nhận của tôi. Và là anh Tuấn là có thể là một người không phải là sát hại chị Hà. À, là đó, Hà, có thể là... cái đó là quan điểm và tầm nhìn của tôi, tại vì tôi cảm thấy anh Tuấn là một người nói chuyện là rất là cương trực thẳng thắn. Vâng. Anh đó, từ chỗ đó là tôi đặt cái niềm tin. Dạ vâng.
Rồi vâng, tôi là cũng anh là dạ tôi cũng là bảo vệ cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình, không? Và tức là cái nhìn nhận của mình là mình bảo vệ quan điểm của mình, dạ chứ tôi không phải. Anh nên nhớ gành nha, dạ anh vâng, nói á, anh có ghi âm, dạ vâng, tôi cũng vẫn ghi âm, còn ok nếu anh là cắt ghép như thế nào đó anh đưa ra thì tôi sẽ lấy cái đoạn ghi âm này để tôi đối chiếu lại ok nha. anh yên tâm đi. Dạ vâng, em thì Rồi. em cũng muốn nói Tôi chuyện với anh không phải công việc. rất là thẳng thắn và vui vẻ và để chia sẻ quan điểm. Và bây giờ anh có thể nói là anh bảo vệ cái quan điểm của anh là anh Tuấn là cái người không sát hại vợ mình. Vậy thì anh sẽ đưa ra cái lý do Có đầu tiên nhé. thể, có thể, có thể, có thể, À có ok anh. thể. Dạ ok anh. Rồi, Vâng, thì bởi vì là cái rồi. quan điểm của mỗi người nó khác nhau nên là mình không thể Đúng, nào mà bắt người đúng. ta theo cái quan điểm của mình được. Em rất là tôn trọng ý Ok. kiến này của anh. Đúng. Rồi, vậy thì cái lý do mà anh nói là anh tôn trọng quan điểm của anh là anh Tuấn này có thể là không là hại vợ mình. Vậy thì anh có thấy cái Đúng. điều mà anh Tuấn đã làm là ví dụ như là em nói đơn giản nhất là vấn đề là vợ anh mất mà anh không lo cái tang lễ cho vợ anh. Thì anh nghĩ thế nào về quan điểm này? Cái này anh hỏi tôi á, tại vì cái câu hỏi của Vâng. anh vừa dựa vào đâu, cơ sở nào, và anh nói là anh Tuấn là trong khi đám tang mà anh Tuấn không về lo cho chị Hà, Vâng thì anh dựa vào đâu? em dựa vào cái Không thông tin thì đây bây là giờ ví dụ bạn hỏi mình, bạn phải đặt một cái câu hỏi là bạn phải hiểu biết được chính xác cái câu hỏi đó bạn hỏi, rồi bắt đầu anh em mình mới trả lời cho bạn nghe một cái thì là cái câu đó nó nó cũng chính chính đáng. xác mà anh, bởi vì anh thấy rằng là cái hôm không phải là đây là cái việc rất chính xác luôn là mẹ chị Hà có nói là cái tất cả cái tang lễ đó là do bên ngoại lo hết và anh Tuấn không có lo một cái đồng nào hết và anh Tuấn cũng không đứng ra để tổ chức tang lễ cho chị Hà mà anh Tuấn chỉ về và đội cái mũ và về thắp một nén nhang xong đi luôn. Thì đó là quá rõ ràng rồi. Tôi nói với anh á, đó là cái chuyện của người ta nói, phải không? Những chuyện gì tôi biết tôi nói. Cái chuyện đó là trên mạng xã hội hay là hoặc là ai đó người thân hay là hoặc là mẹ chị Hà gì đó, và cái chuyện đó là người ta nói. Bởi vì cái câu chuyện á, tôi thường tôi nói với anh á, nó có đầu có đuôi, có chính giữa, có khúc, có sau. Chứ Vâng. còn nếu mà mình ngắt ra mình hỏi vậy thì thưa anh, tôi không phải là tôi không biết đường trả lời, nhưng mà đối với một người mà hỏi mà để cố hỏi để gài tôi, phải không, và hỏi cái câu nói mà nó Rồi. không có cơ sở thì tôi Là không trả lời, như thế nào là không phải có cơ sở anh, bởi vì là đấy là cái sự việc nó là quá quá là rõ ràng rồi. Nếu Bây như giờ bây tôi giờ hỏi ấy. anh nè, Vâng. anh có đến, anh có là cái người trực tiếp nghe cái câu chuyện, và anh đến anh ở bên anh Tuấn, anh nghe là lý do làm sao mà anh Tuấn không đến không? Anh có Cái nghe được không? Anh có đến đám ma đó không? Hay là anh chỉ nghe trên truyền thông? Anh chỉ chuyện nghe mà là anh đăng tải trên mạng. không bây giờ em nói anh như này là cái chuyện mà đến hay không ấy thì bây giờ em không phải là cái người trực tiếp có mặt tại hiện trường nhưng những người mà em tìm hiểu thông tin qua thì có mặt ở hiện trường rất nhiều đó chứ không phải là ở đây là anh đặt ra cái quan điểm là bắt buộc em phải có mặt để em nói chuyện với anh thì anh lại sai đúng không, tại sao anh lại có cái suy nghĩ là bắt em là phải có mặt ở đấy Bây em giờ lại phải nói chuyện với tôi anh nói Tuấn cơ. chung với anh á, là mọi thứ mình là người dân, chính Vâng. tôi bây giờ tôi biết tôi cũng không được, tôi cũng không tiện nói À ví rồi dụ, ok. nhưng mà tôi ví dụ bây giờ tôi biết cái này cái kia, cái này cái kia tôi biết, tôi giải thích có đúng hay không, không tôi cũng Rồi. không tiện nói, Ok anh. phải không? Vâng. Nhưng mà bây giờ anh cứ đợi đi, bây giờ quan điểm của tôi là như thế, Vâng. anh cứ đợi, anh hỏi càng hỏi, như ví dụ cơ quan chức năng người ta đã ra đưa ra cái kết quả rồi, người Vâng. ta sẽ sẵn sàng, người ta có thẩm quyền, người ta có đầy đủ cơ sở yếu tố, bởi vì mọi thứ là cơ quan chức năng người ta đều thu thập Đúng, hết, chính xác, chính xác. đúng không? Đúng, Ừ, chính xác. thì mình cứ chờ đến một ngày đó, không phải là tôi nói mà để cho tôi lánh né tôi không trả lời Vâng. đó, nhưng mà mình tầm hiểu biết của mình nó còn hạn chế, tại vì lý do sao, chính mình là người dân, mình đâu phải mọi thứ mình đều phải là tiếp cận được, phải không? Nên là Như tôi vậy không đưa thì ra anh được. nếu như vậy thì anh làm kênh sao được? Bởi vì anh biết sao không? Là cái kết quả thì cơ quan chức năng họ điều tra, họ đưa ra kết quả nhưng mình là người dân mình đóng góp ý kiến, mình đưa ra cái quan điểm. Trước khi anh nghĩ rằng người ta là tại sao lại nói anh Tuấn như vậy? Tại sao lại nghi ngờ anh Tuấn như vậy? Anh phải đặt ra câu hỏi chứ. Anh lại cứ đặt cái quan Cái điểm của mình là mình đã nói chuyện với anh Tuấn là người thế này là người thế kia. Nhưng mình phải đặt cái câu hỏi là tại sao cộng đồng hàng triệu người người ta lại nghi ngờ anh Tuấn? Lúc đấy anh sẽ đặt ra câu hỏi đó chứ không phải là anh cứ bảo thủ quan điểm của mình là tôi biết anh Tuấn tôi đã tiếp xúc với anh thì Tuấn anh thì bây giờ tôi nói với anh nè, cái anh cứ đặt đi, còn cái tầm hạn chế của tôi, tôi giờ tôi thích tôi làm gì, tôi là người dân tôi làm sao mà tôi cảm thấy tôi không có vi phạm gì pháp luật, không vi và phạm về cái đạo đức con người là tôi làm đó,
Dạ còn cái dư luận tôi đâu thể tôi theo được cái dư luận, tôi theo được cái sự hiểu biết của tôi Vâng. đó. Còn nếu anh thích theo dư luận, anh thích theo những gì nhận xét của anh thì anh cứ việc bảo vệ cái quan điểm của anh, còn Vâng. tôi bảo vệ quan điểm của tôi. Vâng. Nhưng mà cái quan điểm tôi nói là để tôi thổ lộ là tôi mãi mãi, khi nếu mà cơ quan chức năng chưa đưa ra kết quả tôi vẫn bảo vệ cái quan điểm của tôi, còn đến khi mà cơ quan chức năng đưa ra lúc đó tôi mới biết là tôi đúng hay là tôi sai nha, Thì chứ đó không mới phải là mới tôi gọi là là cái để anh thì đó mới là cái để anh em chia sẻ để bàn luận. Còn nếu như cơ quan chức năng họ đưa ra kết quả rồi thì lúc đó đâu còn gì để nói nữa đâu anh. không, tôi là khác. Anh thì anh nghĩ anh muốn muốn tìm hiểu hay là sâu xa đi cái gì đó thì cái chuyện đó là của mọi người, Vâng. còn tôi á thì tôi có giới hạn của tôi, Vâng. tại vì tôi biết mà, tôi người dân tôi có giới hạn, dù cho tôi điều tra hay tôi di luận hay là tôi hiểu biết tôi tiếp cận gì tôi cũng có cái giới hạn của tôi không Vâng. thể nào tôi vượt qua được những cái giới hạn của mình đó, tại vì trước mặt mình là cái người đang sống ở trong vòng pháp luật Vâng. đó, mình còn trước mặt mình bao nhiêu cái gì, ví dụ mình không hiểu biết hay là hoặc mình không giải quyết được thì có pháp luật Ok, vậy đó, cái thì vấn cái đề đấy thì tầm em cũng đã tầm hiểu rồi. Nhưng mà em đang muốn hỏi anh ở ừ. đây là anh có cái quan điểm là anh muốn bảo vệ quan điểm của mình ấy, thì theo anh nghĩ là anh nói là anh là có cái quan điểm là anh ủng hộ anh Tuấn đó, và anh nghĩ là anh Tuấn không phải là cái người mà hại vợ mình, và anh cũng đứng về cái phía của anh Tuấn để có thể nói là chịu cái dư luận của cộng đồng. Em cũng hiểu cho anh cái vấn đề Đúng. này là bởi vì không phải là anh cứ phải theo, nhưng mà anh phải đưa ra cái quan điểm là lý do vì sao là anh lại có thể là ủng hộ anh Tuấn như vậy, thì Tôi anh phải nói đưa ra với cái lý anh do á. chứ. Tôi nói với anh á, anh phải nghe cho rõ. Cái chuyện tôi á, bây giờ anh muốn nói là nói, phải không? Nhưng mà tôi á, là chỉ mong chờ cơ quan chức năng sớm đưa ra kết quả. Còn tôi là cái người bây giờ, tại vì tôi cũng vẫn hiểu được là tôi đang làm gì, phải không, và tôi đang bị gì tôi biết đó, thành thử ra bây giờ đối với cái câu hỏi của anh thì thôi bây giờ tôi nói anh gì, nói chung ra thì anh cũng muốn đặt cái vấn đề những cái Đúng câu rồi. hỏi Bởi vì để em giống đang như anh muốn em mình trao đổi về hỏi cái anh thông tin nè, là bây giờ ấy ừ. cái câu chuyện này thì bây giờ nó vẫn chưa rõ ràng về pháp luật, họ vẫn chưa công khai, chưa công bố kết quả, thì đâm ra là người dân người ta mới bàn luận. Còn nếu như có kết quả rồi thì cũng là kết thúc, bởi vì là nó không còn gì để nói nữa. Nhưng mà hiện nay ấy, anh biết tại sao không? Là người ta đang thắc mắc những cái gì mà khi mà anh bảo vệ cái quan điểm của mình thì anh cũng phải giải quyết được cái thắc mắc kia. Anh cứ bảo vệ quan điểm của mình cho người ta hỏi thì anh lại bảo là đợi pháp luật, thì đấy không phải là cái quan điểm mà đấy là sự bảo thủ. Bởi vì anh phải hiểu là tại sao người ta lại nói bênh vực là chị Hà lại để nói anh Tuấn, thì anh phải giải thích được là người ta thắc mắc ở chỗ nào. Người ta thắc mắc ở đây là Bây giờ 12 bây ngày, giờ anh bây giờ anh cứ nghe em nói đã, xong rồi anh nói khi mà anh bảo vệ cái người mà nhân vật của anh ấy thì anh phải đưa ra được cái quan điểm. Ví dụ như em hỏi anh là 12 ngày cái xác nó mới nổi lên ở một chỗ đấy, anh có sự nghi ngờ hay không? 12 ngày mà không bị thủy tinh ăn mòn, anh có sự nghi ngờ hay không? Anh Tuấn không đến trong cái tang lễ đám tang đó mà vẫn có nghĩa là đi chạy hàng để lo cái việc đó, anh có nghi ngờ hay không? Rồi anh không liên hệ với gia đình bên vợ mà anh lại gọi cho gia đình bên nội để phá kết sắt, anh có nghi ngờ hay không? Thì anh phải trả lời được những cái đó chứ anh mới bảo vệ được. Chứ anh không thể nào anh né tránh, anh nói là bảo vệ rồi này kia được. nếu anh nói tôi bảo tôi trả lời phải không, thì tôi nói cũng như tôi nói với anh hồi nãy, Rồi. thông tin anh nghe từ đâu, ví dụ anh nếu mà anh có đầy đủ chứng cứ để anh nói lên một cái câu chuyện đó nó thật là chính xác thì Nếu tôi mà anh nói là xin đầy trả đủ chứng lời cứ với anh. thì em lại là công an rồi, thì em là chứng cứ mà đầy Thì đủ rồi, em đó, hỏi anh gì nếu nữa. mà anh nếu anh không có đầy đủ cái cơ sở chứng cứ để anh nói những cái điều đó thì thôi anh đi kêu anh hỏi người khác để người khác nói cho anh nghe, thì tôi xin lỗi anh phải không, là tôi không trả lời là tại vì đó là tôi không phải là giới hạn của tôi, dù cho là tôi biết dù cho tôi có giải thích được tôi cũng không dám, nhưng mà tôi chỉ biết mình người dân, tại vì đây là anh nếu mà anh giải thích ra nó sẽ có nhiều cái vấn đề Vấn đề gì? nói mà mình không có cơ sở, rồi anh là cái người mà anh nói anh có cơ sở gì, giống như anh hỏi tôi là tôi giải thích luôn, thành ra là cái câu chuyện nó đẩy đưa phải không, thì thôi bây giờ đó, tôi đồng nếu mà anh nói rồi tôi là cái người bảo thủ chờ cơ quan pháp luật đó là cái bảo thủ, thì anh suy nghĩ đi, mình sống là trong vòng pháp luật, những cái chuyện ví dụ bây giờ á lặt vặt
cái chuyện nào khả năng của mình làm được, xây nhà, cất nhà hay là mần ruộng, mần nương gì đó. Những cái thứ mình làm được là mình làm. Còn những cái thứ mình làm không được thì ủa, mình hôm nọ em thấy anh bây giờ anh nói là một cách khác. Hôm nọ em thấy anh đăng về anh Asin ở anh đăng tải chia sẻ mạnh lắm mà, xong bây giờ anh lại nói một kiểu đấy là hôm nọ anh đăng chia sẻ theo một cái luồng dư luận theo cảm tính của anh, nhưng bây giờ anh lại nói cái gì cũng pháp luật, cái gì cũng pháp luật thì bây giờ tôi nói với anh á, tôi đăng tải chia sẻ Asin là về cái vấn đề gì anh nói đi. Về vấn đề gì bây giờ em hỏi anh có đâu có trả lời đâu. Bây giờ em hỏi anh cái gì đó anh cũng mà nói là bây giờ nếu mà anh nói đó, bây giờ chính ra ví dụ bây giờ anh nói chính là anh nói là tôi nói Asin này kia nọ là anh còn chưa có nói ra cái chứng cứ nữa, anh chưa nói đúng nữa, chính xác nữa, phải không? Bây giờ ấy, nếu mà để nói như này, anh nói là anh bảo vệ được anh Tuấn hay là anh bảo vệ cái quan điểm của anh ấy, nhưng mà em hỏi anh đâu có dám nói đâu mà anh bây giờ anh người ta thắc mắc mà anh không trả lời được anh, mà khi anh nói đúng, anh hỏi tôi đúng, tôi biết anh là một cái con người đúng hiểu được cái câu chuyện đó thì anh em mình đem ra trao đổi. Còn cái vấn đề này á, tôi chưa có biết là anh có ở đó không, anh nói có như vậy nó có đúng hay không nữa. Tôi trả lời với anh không khác gì tôi đẩy đưa cái câu chuyện vậy, thôi. Vậy là em hỏi anh cái câu chuyện đó là không đúng đúng không, là cái câu chuyện không, là anh Tuấn không, như vậy với lại anh, chị Hà như vậy là không đúng tôi không? Tôi nói với anh nè, tôi nói với anh nè, okay. Không, bởi vì á anh nói là anh ghi âm, tôi ghi âm thì okay. Thôi anh em mình á không có nên nói chuyện nhiều, tại vì trong khi nói chuyện á thì nói chung là anh nói anh thích gài lắm, anh gài phải không? Tôi gài. Bao giờ tôi nói anh nói không đúng mà. Ủa? Anh bây giờ gài, em gài, gài, em hỏi anh mà anh rồi, thôi bây giờ thôi giờ xin nha, xin phép và anh em mình là tắt. Giờ tôi nếu ví dụ anh không đăng á thì okay, thôi. Còn nếu anh lấy cái đoạn ghi âm này anh đăng lên thì tôi anh cứ chia sẻ thoải mái, chứ anh có gì đâu, anh cứ chia sẻ thoải mái và em cũng để đăng đoạn ghi âm này, nên là anh cứ thoải mái nha, không có gì đâu. Tôi và anh, phải không? Ok anh. Vậy là anh em mình bye bye nha. Ok anh. Rồi ok. Rồi.